Năm 2020, lần đầu tiên, Unimedia đồng hành cùng Tổng cục Du lịch Việt Nam sản xuất một chương trình truyền hình thực tế quảng bá du lịch kết hợp với nền tảng tiên phong công nghệ 4.0 với tên gọi Đi Việt Nam Đi, Việt Nam Why Not. 9 người đẹp, 9 nguồn năng lượng tích cực, 9 cá tính sẽ kết hợp cùng nhau trong 3 đội hình ấn tượng, hứa hẹn sẽ mang đến những hành trình khám phá và quảng bá du lịch Việt Nam vô cùng cảm hứng, lý ạ, vui, hương, chất, thách thức, gây cấn, hết mình. Tuyệt vời! Bạn đã sẵn sàng bắt đầu hành trình đầy bùng nổ với Việt Nam Why Not cùng 3 đội Nón Lá, Khăn Trăng và Quái Tháo chưa? Điểm xuất phát đầu tiên của hành trình Việt Nam Why Not chính là thành phố Hồ Chí Minh, sôi động và đầy náo nhiệt. Thành phố Hồ Chí Minh dung hòa giữa đương đại và truyền thống, tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt, nơi lưu giữ những tinh hoa kiến trúc cổ điển như Bưu điện thành phố, nhà thờ Đức Bà, nhà hát lớn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, chợ Bến Thành. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh còn là nơi hội tụ cư dân từ mọi miền đất nước, góp phần tạo nên một thành phố đa dạng văn hóa và đặc sắc về ẩm thực. Với những yếu tố trên, thành phố Hồ Chí Minh được chọn trở thành điểm đến đầu tiên với chủ đề Sắc màu Việt Nam cùng biểu tượng lá cờ đỏ sao vàng. Tường Linh là có tài khoản TikTok trước đó thôi, còn Diễm với lại Châu cũng không có tài khoản, nhưng mà khá là vui và khá là dễ thương. Nhất là đố tim Quai Thao nhảy được vũ điệu cây chanh được 40.000 tim trên TikTok đầy ahihi. Ngọc Diễm, Tường Linh và Châu. Và đến từ team White House. Và team White House của tụi mình thì có một cái slogan, đó là team White House đi mau mau, ăn ào ào nhưng không tào lao. Ủa nãy giờ mình tới đây rồi, mấy cái đội khác đâu hả? Cho mọi người đi bộ ạ. Ê ê, đội thứ hai kìa. Wow. Ba chàng đi chơi. Wow. Của ba chị em đôi chút cũng có phần giống nhau, rất là đàn ông. Thành ra là khi mà xuất hiện như vậy thì mình cảm thấy rất là phù hợp. Trên TikTok rồi, và khi mà nhạc nó mở lên thì mình biết rằng mình phải làm như thế nào, nhưng mà rốt cuộc thì làm cũng không ra lắm nha. Yeah.
và chúng tôi là Tim Nón Lá, thích uống trà đá, sẵn sàng khám phá khắp Việt Nam ta. Quá hay, tự khen luôn, tự reaction luôn, tự khen luôn nha. Mình biết được là hai team kia sẽ xuất hiện rất là hoành tráng, nên là mình sẽ không chơi kiểu đó, mình sẽ chơi một hướng khác hơn, đẹp và độc. Lên xe. Xe đẹp quá à. Mình sẽ chơi một hướng khác hơn, đẹp và độc. Âm một phát là mông của mình chạm đất mà nó tưng lên và nó chạm xuống là mình nằm lại tại chỗ luôn. Tại này sẽ xích lô nè. Trời ơi, bởi vậy My đã nói là My ngán nhất là thằng Yến rồi. Bởi vì không biết cái bà này bảo khùng điên đến cỡ nào. Ai xin lô, cơ trưởng Bảo Hoàng Yến. Duyên ơi, dẫm ký rồi Duyên. Em quá nặng rồi đó. Duyên xuống đi. Xuống để xe đi. Không để nổi nữa nè. Ngang. Không biết là mọi người đã bất ngờ với sự xuất hiện của Tim Khăn Rằn hay chưa? Nhưng mà bây giờ còn bất ngờ hơn nữa. Thì phần xuất hiện là một phần rất là quan trọng, cho nên là ở đây là có Hoàng Yến và Kim Duyên là những người thường xuyên sống ảo trên TikTok, nên là biết rất là nhiều trend. Nên là khi mà cập nhật cho Hoàng My, như là Hoàng My không biết gì hết, Hoàng My như một cô hai lúa dưới quê mới lên gì đó, nên là mới lôi ra một cái bản nhạc rất là viral về cái chuyện mà đi du lịch, là một cái điệu nhảy của một cái nhóm nhạc Hàn Quốc, thì cứ đi giơ tay lên trời xong rồi vòng và rất là hay luôn, bởi vì Hoàng My lại cảm được điều đó rất là nhanh. Thật ra mình là một người khá là nghiêm chỉnh á. Tự nhiên bây giờ điệu múa gì mà kỳ cục quá. Nhưng mà mình cũng cố gắng theo. Nhưng mà khi mà mình theo rồi á thì mình cảm thấy rất là mắc cười. Và cảm thấy là mình trẻ hơn nữa. Tôi là Võ Hoàng Yến, Vũ Hoàng My, Kim Duyên. Chúng tôi là Tim Khăn Rằn, là những cô gái mặn chằn, rất thăng bằng và vô cùng khó nhằn. Ủa? Alo ạ. Nghe. Ủa như vậy là đi xích lô tới rồi Lồng Tiếng Trực Thăng chơi vậy hả? Chị em nói nè, tiền xích lô có 50.000 mà tiền Lồng Tiếng hết 50 triệu. Thì chúng tôi là chọn những phương tiện mà có dùng sức mình và có những bài tập cơ đùi, cơ mông. Nên là team của mình rất là đẹp về hình thể ạ. Mâu Thủy hay là Hương Ly, Khánh Vân và Ngọc Châu là những người mà hầu như là Yến làm việc rất là nhiều. Chỉ có Ngọc Diễm và Tường Linh là hầu như là một trong những số ít lần Hoàng Yến tiếp xúc. Nhưng mà khi gặp rồi thì cũng các bạn rất là dễ thương và thân thiện. Mà đối thủ vẫn là đối thủ nha. Cơ bản là những người nào mà chưa đẹp mông đùi thì mới tập. Team này đẹp rồi. Ok. Dù chạy rất là thoải mái, nhưng mà mọi người biết là cái nón nó ôm sát vô mặt này là bao nhiêu lớp nền trôi hết luôn. Không, cái này có khuôn mặt mọc rất đẹp. Em thích chị rồi đó. Chào mừng 9 cô gái xinh đẹp đã đến với chương trình Đi Việt Nam Đi, Việt Nam Why Not. Trước khi đến với thử thách đầu tiên, mỗi thí sinh sẽ nhận được một điện thoại hành trình Xiaomi Mi 10 T Pro 5G. Khi mà vừa mới nhận được chiếc Xiaomi Mi 10 T Pro thì My cảm thấy trời ơi xịn quá. Chương trình đưa nguyên một chiếc điện thoại mới tinh luôn cho mỗi người một chiếc luôn. Ủa,
Tự nhiên sao điện thoại đưa điện thoại cho mình một cái điện thoại xịn sò như vậy, ý đồ gì đây? Đúng không? Nhưng mà chương trình đầu tư nha, thích nha. Ok. Và bây giờ sẽ là thử thách đầu tiên dành cho chính cô gái. Quét cái QR code đó, mình thấy là trời ơi, lạ quá. Tại vì từ trước đến giờ chưa có bao giờ mà chương trình nào mà sử dụng cái công nghệ này để đưa đề và gửi đề hết. Thử thách đua chèo thuyền súp tìm điểm đến. Ba thành viên mỗi đội lần lượt chèo dán súp từ điểm xuất phát đến chiếc thuyền bùm có dấu hiệu của chương trình để nhận ba mảnh ghép. Trời ơi, chỉ có một lần chơi thử bên Thái Lan thì leo là té trống rộng luôn. Cả Châu với cả Linh đều hơi lo lắng một chút bởi vì Châu và Linh đều không biết bơi. Khi thành viên thứ nhất của đội lấy được một mảnh QR code và giơ lên cao, thành viên thứ hai có thể bắt đầu xuất phát. Cùng lúc đó thành viên thứ nhất chèo súp trở về lại bờ. Tương tự như vậy, khi thành viên số 2 lấy được mảnh QR code, thành viên thứ ba mới bắt đầu xuất phát. Đội chơi được xem là hoàn thành thử thách khi mà ghép được 3 mảnh QR code thành một cái hình vuông. Quét QR code và trả lời đúng câu đố của QR code đó để tìm được điểm đến tiếp theo giữa lòng thành phố. Mình cũng phải ghép cái này cho đúng nữa. Hoàn thành thử thách thì nhanh nhất nhì ba thì sẽ được 19-8. Thời gian tối đa để thực hiện được thử thách này là 60 phút. Sau 30 giây kể từ lúc xuất phát, các thành viên chỉ được chèo súp khi đang đứng. Chỉ được chèo đứng thôi, không được chèo ngồi. Hai người đã bao giờ chèo bánh súp bao giờ chưa? Em chưa. Chị có chèo một lần rồi. Sự mình rất là lo. Em chưa bao giờ chèo hết. Trong cái suy nghĩ của em là chắc chắn em chèo nó sẽ xoay vòng vòng. Cái này là cần mình biết bơi hay là cần mình... Không, tại vì... Cái skill của nó là gì? Chết rồi. Chưa bao giờ biết cái thuyền súp là gì hết. Mà là còn sợ nước nữa. Tại vì em có áo phao cho nên em phải tâm lý là em không chết. Em rơi xuống đó em cũng không chết. Linh rất là lo. Mình cảm thấy bạn là overreacted đó, có nghĩa là phản ứng hơi bị thái quá. Mình có một nỗi sợ rất là lớn. Vì ngày xưa nhà mình là ở miền biển, nhưng mà không may có một lần là kiểu bị đuối nước. Rất là sợ. Đây anh hướng dẫn các bạn cách khi mà lên súp. Với chủ đề sắc màu Việt Nam, màu sắc đại diện cho thử thách đua đó chính là màu xanh. Chèo vậy nè. Mặc dù chúng tủ thiệt nha, mình sợ. Sợ vì hai team mình, hai bạn chưa biết chơi mà. Chị Thủy còn nói chị Thủy sợ nước nữa. Dĩ, đừng đụng em, Chị Thủy tinh Thủy mà chị Thủy sợ nước. Thủy rất sợ nước nha, cho dù Thủy có đi leo núi thì cứ đi chạy bộ, Thủy làm nhiều trò nhưng mà chỉ là trên núi thôi. Hồi đó sợ tắm lắm mọi người, mẹ bắt tắm sợ lắm, chỉ lau mình rồi xong đi ra thôi. Diễm là người xuất phát đầu tiên á, và khi mà nhìn các đội khác cũng xuất phát và đi rất là nhanh thì bản thân Diễm cũng cảm thấy rất là lo lắng và hồi hộp. Cố lên chị ơi! Cố lên chị, ơi! Chậm mà chắc chị Diễm ơi! Thương Ly, một cái veo một cái bạn là đi ra đã giữa dòng. Mình cảm thấy rất là thích luôn, bởi vì Ly là một người rất là thích chơi bộ môn súp và cũng đã chơi nhiều rồi, chèo súp Sài Gòn nhiều lắm. Trời ơi, chết rồi, cái gì mà lẽ vậy, áp lực thời gian, mình phải ráng làm sao đứng lên được liền, chèo đu theo. Yến cũng vậy, Yến cũng rất là bản lĩnh. Ly chèo hai bên á, chèo cái đường tay dài á. Á, đụng nhau. Thì Diễm chèo cũng ghê lắm nha, nhưng mà may là mình chèo nhanh hơn. Chị. Yến ơi, cố lên. Chị Diễm mắc cạn rồi. Let's go. Ok, không sao, chị giữ rồi, quỳ gói xuống trước. Từ thôi. Go! Thăng bằng đi. Nếu chưa thăng bằng đời được, khoan. Thăng bằng đi nha, thăng bằng được thì đứng lên. Không phải được ngồi chèo mà chèo bật đứng nữa thì chân em nó rung vậy nè. Trời ơi, giờ sao? Chị My ơi, chậm mà chắc nha chị My. Đến lượt của Hằng My thì lúc đầu Hằng My thấy cái việc chèo súp nó khó ở chỗ là khi mà mình xuống và mình đứng thì mình lấy thăng bằng. Nhưng mà rất là may là quan sát khi mà Hoàng Yến chèo và kế bên là Hưng Ly chèo thì Hưng Ly để cái biên độ chèo rất là rộng. Bởi vậy cho nên là Hoàng Yến cũng làm giống Hưng Ly luôn. Đúng đi. Tay chân là run lẩy bẩy hết trơn, tại vì cũng một phần nữa sợ té xuống ướt nữa, rồi mặt mày rồi thấy ghê luôn, tiệm lo. Hưng Ly biết đua chưa chắc từ người thứ hai của Hưng Ly biết làm nha. Hay quá Ly ơi, xuất sắc nè. Sở hữu vị trí độc tôn kết nối thị thành sầm uất. Tràm Long Hải như báu vật của đại dương đem đến không gian nghỉ dưỡng tràn đầy năng lượng của biển cả bao la và thiên nhiên tinh khiết. Tràm Group, hành trình kiến tạo những biểu tượng. Cẩn thận.
từ từ lên lên đây. Từ, ok, ok, ok. Sợ lắm luôn, tại vì xung quanh là nước. Đến mức mà cái áo phao của em còn nói chứ. Chết rồi, áo phao này có chắc không ta? Tới tập bến thì Hoàng mới thấy trời ơi, cốt quá trời luôn. Và Hoàng mới nói, lấy cái nào bây giờ, lấy cái nào bây giờ. Thế là Hoàng mới lấy cái y chang Hoàng Yến vậy. Đến phần của Duyên á, lúc đầu thì phần đứng lên nó hơi kiểu loạn chạy một xíu, nhưng mà mọi thứ nó cũng chân chu. Rộng chân ra Duyên, từng tấm gối lại, rộng chân ra, mở gối ra. Đúng rồi Duyên, quẹo ra giữa đi, nó mới xình lắm Duyên ơi. Trái hai lần, phải trái, đúng rồi trái. Đẹp hay lắm Duyên ơi. Cố lên Duyên ơi, cố lên Duyên ơi. Mình nghe phía sau đó là Duyên ơi, cố lên Duyên, cố lên. Mình kiểu cũng hào hứng mà trèo manh, trèo nhanh. Linh ơi, người không được trèo, đứng lên mới được trèo. Mình thấy Linh đua rất là chậm và mình cảm nhận được là rõ ràng Linh rất là sợ cái việc mà mình phải bị té xuống nước. Em bên đâu, bên cánh phải, bên trái, bên phải. Nếu mà không may rớt xuống mà để mà lên lại thì rất là khó. Mình nghĩ người giống đâu là làm sao để mình cố gắng trụ mà không bị rớt xuống thôi. Đi ra ngoài lên ơi, ở trong đó cạn lắm, không chèo được. Đau đầu coi coi đi coi. Trời sợ quá, tới sắp mình rồi, tới mình rồi. Em giữ chắc. Rồi, chơi gì cũng có chiến thuật, đâu phải là ba mình lúc nào cũng mạnh đâu đúng không? Chiến thuật người giỏi nhất đi trước, Vân thì sẽ đi sau. Ví dụ mà Vân có chậm lại hơn một chút xíu nữa thì Thủy sẽ cố gắng Thủy chèo cho tới cùng luôn. Thủy ơi, cố lên, Thủy ơi, cố lên, Thủy ơi, cố lên, chống cái cây thẳng được chị Thủy. Đúng rồi Duyên ơi, giỏi quá Duyên ơi, giỏi quá, Duyên ơi em giỏi quá Duyên ơi. Rồi chúc mừng luôn. Thủy ơi, cố lên, lên 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 lên. Cái biết mình về thứ hai rồi, bởi vì thấy team kia xong rồi nhanh quá, đứng chờ sẵn rồi. Thủy ơi, cố lên. Lên ơi, lên lên. Lên ơi, cố lên. Cố lên. Bình tĩnh Vân ơi. Thủy ơi, về đây. Thủy ơi, về đây. Chèo mạnh tay lên Duyên ơi, qua bên phải. Thủy ơi, cố lên. Vô giữa Duyên ơi, dễ đi hơn. Lên bên phải, bên phải lên, bên phải. Đúng rồi, chèo đi Duyên ơi, giỏi quá Duyên ơi. Duyên ơi, cố lên, Duyên ơi. Kim Duyên muôn năm, Kim Duyên vô đích. Mệt nha, cổ vũ mệt hơn chèo nha. Cố lên Duyên ơi, sắp được rồi. Đây bà, bây giờ chèo bên đây. Cố lên lên ơi. Đúng rồi, tới đây. Rồi. Yeah. Rồi, rồi. Đây, rồi, kết, kết. Người Duyên của mình mà cứ bỏ xa thì thứ hai thứ ba một khoảng luôn. Sướng quá. Yến chạy qua bên kia. Ủa? Đúng không vậy? Đúng mạnh không vậy? Ủa? Mình bị sản hả ta? Ủa? Ủa sao ba cái miếng nó kỳ quá? Sao ba miếng? Ủa sao ba miếng giống nhau? Chết rồi! Mình không hề nghĩ được là team mình lấy lộn mọi người ơi. Mình lấy lộn miếng rồi, ai một người lấy lộn miếng rồi. Ba chị em chứng nhận. Đem một miếng lộn này. Đem một miếng lộn. Không biết mấy nào lộn. Sẽ có một miếng lộn. Có một người lộn, miếng này trùng, miếng này trùng. Rồi. Có miếng tâm giác. Hoàng My thấy cái mặt của Hoàng Yến á, béo như vậy nè, mà nhăn như vậy nè. Hoàng My sợ là sợ luôn, thế là mình mới cầm một cái miếng đó. Mình chạy xuống mình cái tìm một cái shop đi đổi. Ủa? Bây giờ ngoài đó hết rồi, sao mình đi ra ngoài làm gì? Không phải, mình phải ra mình trả lại miếng này trước. Chúc mừng đội chơi đã ghép thành công gieo code. Vui lòng lắng nghe Đại Nam Thanh gợi ý về một điểm đến đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh. Khi tìm được điểm đến đó, đội chơi hãy nhanh chóng báo lại tên, địa điểm cho người kiểm định đáp án. Và nghe lời mở tay. Tôi là Thanh Yến, tôi là Bảo Sách, tôi là Long Hạnh, hãy tìm tôi nhanh. Hồ con rùa. Em chỉ nghe câu đầu thì em bị phân vân giữa hai địa điểm thôi. Nhưng mà khi nói đến đọc đến câu thứ hai thì em biết là địa điểm nào. Mà chị Ly thì cũng rất là lẹ. Thủy chưa hoàn hồn nữa mọi người. Chị Thủy hồn đang sợ nước. Ý là cái miếng người ấy lộn là mất rồi. Đấy là trong cái
xui cũng có cái may. Xui là xui về hai, nhưng mà may là may đổi kia lộn. Quá. Đỏ vàng xanh là mình ai lộn giữa. Đó đây May ơi. Em lấy bên phải hả? Em là miếng cuối cùng bên phải luôn. Lên đây, rẽ lên em. Bò vào em. Lên đây, lên đây. Rồi bò lên, nắm cái giữa, nắm cái giữa. Rồi. Rồi, ok. Giỏi. Cố lên mày ơi. Lấy miếng tam giác kìa mày ơi. Vượt qua nỗi sợ bản thân đi. Tụi Linh ngồi cao kìa. Em đứng lên đi, không có sao đâu. Linh đang đối diện với nỗi sợ của mình. Mình nghĩ rằng cái việc đó nó quan trọng hơn. Cho nên là cả team là cùng ủng hộ Linh. Chống ở giữa. Em bỏ cái gậy gậy ra, em mới đứng được. Em bỏ cái gậy lên sân xuồng. Linh ơi, đừng có bắt xình nữa. Em vô xình em lấy không được đâu Linh. Cố lên mày ơi, mày ơi. Chèo về mày ơi. Chắc là biên tập không ngờ là không ai té hết. Biên tập có thất vọng hả? Có chân đụng, đụng. Có chân đụng kìa. Sao đâu, chạy, chạy đi, chạy đi. Không. Rồi hay quá My ơi, hay quá My ơi. Dạo qua đó sẵn đi, chị phụ giúp mày mình. Ôi. Vui lòng lắng nghe rồi, âm thanh nữa ý là một điểm đặc biệt. Rồi đây. Tôi là Thanh Yến. Tôi là màu xanh. Tôi là Long Mạch. Hãy tìm tôi nhanh. Tôi là thanh kiếm, tôi là màu xanh. Tôi là long mạch. Hồn khúc rú à. Nghe cái long mạch là biết cái gì rồi, dễ ẹt luôn á, không cần đoán. Đó là cái gì và ở đâu. À, hồ con rùa là đáp án. Đúng rồi, chắc luôn á. Yes, let's go. Là biết đọc khác không? Nghĩ là mọi người sẽ bị té, không ngờ là không ai té hết. Mình giả bộ mình diễn một tí là mình không biết bơi thôi, mà mặc ra mình biết à. Biên tập đã bị mình lừa ra. Đáng lẽ là mình 10 điểm mà không sao, mình lớn tuổi mình nhường lại những bạn em nhỏ hơn đúng không đó. Này 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 lên em. Cầm bơi lên đó tiếp đi. Rồi. Không, không, không. Rồi cái chân em đâu. Ok, tiếp đi. 2, 3. Thank you mọi người. Tôi là Long Mạch, hãy tìm tôi nhanh. Thanh Yến, màu xanh. Long Mạch. Tôi là Thanh Yến, tôi là màu xanh. Thấp sông rùa, hồ sông rùa. Hãy tìm tôi nhanh. Các bạn chạy im. À, đụng nhau, đụng nhau. Chúc mừng ba đội đã hoàn thành thử thách đầu tiên, thử thách đua. Đội nón lá đã xuất sắc là đội về nhất và nhận được 10 điểm. Ủa, đúng không vậy, đúng mạch không vậy? Đúng rồi, chắc luôn á. Và đội khăn đằng đã về nhì sẽ nhận được 9 điểm. Đội quay thao đã về thứ 3 nhận được 8 điểm. Nhưng vì đội vi phạm luật chơi trong thử thách đã ngồi chèo nên đội quay thao sẽ bị trừ 1 điểm. Ngay bây giờ, ba đội chơi sẽ di chuyển đến địa điểm đã được giải đấu. Điều gì đang chờ đón ba đội chơi ở Hồ Cúng Rùa? Màu sắc đại diện cho điểm đến Hồ Cúng Rùa là màu nâu. Tại đây, ba đội thi sẽ quét QR code để nhận thử thách đố. Bấm nút chụp, bấm nút chụp ừ. Luật chơi ô chữ. Ở thử thách này, đội chơi luôn phải di chuyển theo nhóm 3 người. Mỗi đội chơi có một bảng ô chữ với một hàng dọc có 14 chữ cái và 14 hàng ngang. Đội chơi sẽ đi tìm và quét các QR code được dán xung quanh khu vực hồ con rùa. Mỗi QR code có thể sẽ liên quan đến gợi ý của một hàng ngang của ô chữ. Nhờ các gợi ý này, đội chơi có thể đoán nội dung từng hàng ngang, từ đó đoán được nội dung của hàng dọc. Rồi, chạy thôi. Mình đi qua bên đây nè. Kìa bên này có cái. Hàng ngang 8. Võ Hằng Yến muốn đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, không muốn đi quá nhanh mà cũng không muốn đi quá chậm. Yến có thể đến địa điểm nào để lựa chọn phương tiện di chuyển cho mình? Chị nghĩ cái này mẹo quá. Không đi quá nhanh thì cái này đố mẹo quá. Đừng có lưu ở đây. Mình lướt qua được không? Được không? Skip đi, đang làm tiếp. Ê, đây có một cái này. Ok, đi ra cho phải đi ra, đừng đây. Còn cái này luôn, chị hãy quét luôn. Từ từ, gợi ý cho bạn nè. Mà bạn, các bạn cũng đã biết từ lâu rồi. Cụm từ hàng dọc có 14 chữ cái nhân viên. Trời, sợ luôn á. Không hiểu luôn á. Tôi chỉ cầm cho 6 chữ cái. Đúng rồi. Chưa, từ chị. Phải đọc, chắc chắn. 13 phút được. Mở lại cái tên coi quận ở thành phố Hồ Chí Minh. Gia Nhất, Tân Bình. Em bị... Thôi đi qua một cái chỗ khác đi, đi qua bên chỗ này đi.
trong vòng khoảng cỡ 1 phút mà không nghĩ được, Diễm kêu thôi bỏ đi kiếm cái từ khác. Nếu mà lúc đó tụi mình cứ bị dính lại đó thì chắc chắn là tụi mình sẽ giảm tốc độ. Đây, bên này Duyên, bên này. Đây có rồi, hàng ngang. Mấy? 9. 9. Nước thêm trong dòng nước sông. Thêm sau. Thêm đục trong. Hả? Thêm đục đủ luôn nè. Bên em lại lần chi đi. Đục. Số 9 là thêm đục đúng không? Nước thêm trong. Đầy. Thêm đầy. Giống như là kiểu chị em mình chưa bắt được nhịp, em nghĩ như vậy. Câu tiếp theo có đâu đơn giản đâu. Thỏ gì? Hàng ngàn năm. Hàng năm sao? Sáng mới sắc rỡ, đi dắt một vòng. Hàng hãm thanh mông. Chưa bằng. Trời ơi, khó vậy trời. Sáu chữ. Chưa bằng gì trời? Đi. Đi chỗ không phải. Thiếu. Go, let's go, let's go, tiếp đi. Chưa bằng mắt mệt. Đây, 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 đây. Hàng ngang số 13 chính giữa cái quận ở thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ số gọi là dài nhất. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 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 12
khác. Khi mà kiếm được cái từ khác và trả lời được cái từ đó thì lúc đó là bắt đầu là tim lên tinh thần lại. Yeah. Và tốc độ rất là nhanh. Nước thêm trong dòng sông. Bởi nghe con nghe. Số mấy? Hàng số mấy? Bạn tới đây, em tới đây đi. Hàng ngang số 9. Không phải. Thôi, số 9, bên nghe. Đúng rồi. Nước thêm trong dòng sông. Nước thêm trong dòng sông. Thêm cá hả? Cá không đủ. Thêm cát. Thêm đầy. Không đủ hả? Số 9 là thêm cát hả? Nước thêm trong dòng sông. Đục ngầu. Mà thật sự là thời gian đầu khoảng tầm hơn 15-20 phút đầu. Ừ đúng. Ba chị em không giải ra được một từ nào cả. Nó là hàng trăm cái ở đây. Nước thêm trong dòng sông xanh gì ta? Xanh mướt. Không, có 6 chữ à. Xanh mát. Không xanh mát luôn. Trời ơi, thì nó cũng muốn lấy bằng kèo giảng rồi tập lại luôn á. Cũng quần nào 12 chữ ta? 9 chữ. Ở 9 chữ. Ai mình trả lời không vậy? Mình trả lời không vậy? Dương hả? Bình Thạnh. Trời ơi, dễ. Em ở quận Bình Thạnh nó tức ghê. Nhà lưu niệm của em. Chị Thủy nè. Một địa điểm ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghe nghe rất bùn. Rất bùn. Rất gần bùn. Rất gần bùn bông sen á. Rất đầm sen. Đầm sen chính xác. Số 4. Đầm sen. Đầm sen. Chính xác. Yes. Những cái mã QR code nằm ở những chỗ trời ơi đất hỡi mà phải như kiểu tập yoga lộn mèo rồi mà cắm đầu xuống để scan cho được như vậy nè mọi người. Cái gì ta? Đây. Cái gì mà mơi? Hàng ngang ba là gì? 6 làn xe dưới đáy nước. Thủy cung 11 chữ. 6 là cái gì? Tính gì hầm hầm á. Số 3. 6 làn xe dưới đáy nước. Số 3 hầm thủ thiêm. Chính xác. Hàng ngang số 6. Nơi bạn đứng kiếm chấn mặt long. Cái gì đã từng công phá đầu rồng? Xe tăng có phải không? Số mấy? Xe tăng không phải. Xe tăng. Ôi. 11 bà một phương chuẩn ở thành phố Hồ Chí Minh mà tên không chuẩn chính tả tiếng Việt. Phường Phan Sắc Long. Phường phường 11 hả? 11 hả? À phường Đá Cao. Đúng rồi. Đá Cao. 11 Đá Cao. 11 Đá Cao chính xác rồi. Đá Cao. Em vừa đi vừa nghĩ với chị cái từ là hành động. Chiến lược là bỏ qua những cái mình không biết để tập trung vào những cái mình biết. Cái thứ hai nữa là phân công đúng cái điểm mạnh của mỗi người. Là ga, xe lửa hay là sân bay, bến xe, từ 8 chữ. Không, sân bay không được, bến xe không được luôn. Bến xe lửa. Thường xe lửa là nhà ga. Tàu. Ga Sài Gòn. Ga. Không nghĩ là cái gì, tức. Ga tàu lửa, ga tàu hỏa. Cái đó là số 9 đúng không? Số 9 đúng không? Số 8. Ga đi tàu hỏa. Tàu khó rồi trời. Trời ơi, tức sôi máu dễ sợ luôn á. Số 1 nè, cái này là số 1 nè. Núi nè, núi 1 nè. Tân này, Sơn này, Nhất này. Tân Sơn Nhất, 14 sân bay. Chính xác. Dạ. À đây nè. Hàng ngày số 7 năm chữ cái. Ba son. Trời, nói đúng luôn hả? Ừ, ba son á. Chị, hàng ngang số 7 năm chữ cái. Ba son. À, em thấy rồi. Rồi, ok. Yến ơi. Ở đâu ra vậy? Cục đẹp. Trời ơi, để vô cũng để được, nó hay thiệt á. Nghe số 1 là gì? Món ăn quen thuộc. Cái tên cổ tích. Cá bóng chắc thích. Cá bóng cơm. Cơm bạc. Cơm. Cháo hoa. Cháo. Cơm bạc. Cơm tấm. Cái món sẽ ăn cơm tấm. Nhưng mà vấn đề là tức tại cơm tấm nuôi á. Hàng
Hàng ngang 10. Bến Bến Thành, Suối Tiên, Bến Thành. Câu số 10, Metro. Bến Thành, Metro. Số 2 là cái gì nè? Tổng Trấn Thành, Nguyễn Văn Nhơn, Lê Văn Duyệt là cái năm nào có biết không? Là nhưng có. Mà chắc là ở Sài Gòn hả? Ừ, chắc ở Sài Gòn. Thành phố Hồ Chí Minh thôi. Ừ, thành gì? Hồ Chí Minh. Thành... Sài Thành. Sài Thành. Thành Sài. Được. Gia Định. Gia Định hả? Câu số 2 là Gia Định gia, hả? Gia Định đúng không ạ? Hay quá. Oh my god. Hay quá. Trời Duyên. Duyên ơi, sao được tự nhiên mòn hay vậy? Được sức. Đây, xuất quỷ nhập thần. Xuất sắc với nó. Em ở kia, phục em luôn. Số 7, giờ số 7. Nè, cái này mới là hàng ngang số 7 nè. Ba Son. Ba Son. À, chị ơi. Im, tôi nói. Đó hàng ngang dọc, đó hàng dọc. Nói. Timeless Beauty. Ờ, đúng rồi, đúng. Đáp án hàng dọc của chúng tôi là Timeless Beauty. Chính xác. Bingo. Và cái đáp án hàng dọc này nó đang nhắc đến nhân vật nào? Đáp án của chúng tôi là nhắc đến nhân vật Hồ Hèn Nghê. Chính xác. Tượng Timeless Beauty, vẻ đẹp vượt thời gian. Hồ Hèn Nghê, nàng hậu luôn thực hiện tốt sứ mệnh của một hoa hậu với nhiều hoạt động ý nghĩa như tham gia vào các chiến dịch, chương trình cộng đồng UNICEF, WHO, hỗ trợ cho các bé gái vùng dân tộc thiểu số và đầu tư hỗ trợ học bổng cho tổ chức Room to Read cũng như làm đại sứ môi trường phát triển du lịch Việt Nam. Với phong thái trẻ trung, giàu năng lượng, đam mê khám phá, Hồ Hèn Nghê đã góp phần lớn trong việc quảng bá hình ảnh con người và đất nước Việt Nam tới thế giới. Chúc mừng bạn đã vượt qua ô chữ. Bây giờ, hãy di chuyển theo đội đi bộ qua khu vực bưu điện thành phố và gặp biểu tượng Timeless Beauty của thế giới và nhận thử thách tiếp theo. Go, let's go. Số 5 hả? Số 5 mình đi chợ gì đó, đi chợ gì đó. Chợ mới. Chợ mới, chợ mai, chợ mốt, chợ mòn. Chợ thú kìa. Điền chờ anh nói. Chờ anh nói, chờ anh nói. Đi xuống nè. Áo gì vui không? Chờ. Bây giờ mình có nhiều câu quá nè. Mình ngồi đây mình giải từng câu để em thấy là mình bỏ qua 3-4 câu rồi đó. Chờ đẩy. Cúp này chị xàm. Chị xàm quá, chị xàm quá. Chị xàm, chị nói gì vậy? Ủa chị xảy nè. Ôi thôi. Rồi, số 8, số 8 cái giọng mà nghĩ là tức quá là cái giọng mà nghĩ nguy cực. À, cái river nè. Ừ, cái này không, mày không thuộc bài hát này, không biết luôn á. Cái gì, đâu. Nước thêm trong dòng sông gì? À, biết. Nước thêm trong dòng sông... Bến Nghé. Bến Nghé. Ê, có gì chỉ đi. Chỉ qua chỉ lại. Số 8, số 8. Còn số 8 thôi, số 14. Em không kiếm được mấy cái. Chỉ qua chỉ lại. Đó. Chỉ Hiền ơi. Đúng là tụi mình cũng có may mắn ha. Chưa tới một phút là đã tìm được chị Hèn rồi. Ờ, Hèn có phải là đoạt giải là Timeless Beauty không? Ôi, xin chúc mừng đội Quay Thao. Đã đoán đúng. Đội của các bạn hình như được 10 điểm. Rồi, xin chúc mừng. Yes. Em xin mời chị Diễm và mời hai bạn sẽ đi tìm cốt tiếp theo. Dạ, yeah, cảm ơn chị. Rồi, chúc mừng nha. Timeless cái để lấy hơn. Vô chạy thôi. Thôi time. Let's begin. Không phải begin. Timeless nghĩa dịch ra là không là thời gian. Thời gian bất tận. Ừ. Đi. Anh ơi, hẹn số dọc là Timeless Beauty. Chính xác. Trời ơi, cái này con Duyên sao vậy? Thôi trời ơi. Duyên như vậy. Mà lúc đó là Hoàng Nguyên với Hoàng Yến là gì nè? Ngơ ngác luôn. Ủa là sao? Mày còn ủa là sao? Là cái gì? Đây. Let's go.
Còn một từ tờ y beauty 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 beauty. Oh my god, đời khăn răng được 9 điểm, xin mời bước vào thử thách tiếp theo. Cảm ơn em. Em thương các chị quá. Đúng tưởng đi mình rắc mẻm đến đầu rồi, chắc là tim mình rồi. Ai ngờ đi ra không tim lát đi trước quê. Em biết rồi, Hamlet Beauty hả? Trắng là Henie luôn. Trời ơi. Là Ly biết tới chị Henie được giải cao nhất thì mình nhớ tới là chắc chắn là Hamlet Beauty. Lát vừa khớp luôn. Còn mình là gì? Ok, bye bye, cảm ơn em. Lớp vô thì sao? Bye bye. Chín cô gái sẽ bắt đầu thử thách đẹp tại bưu điện thành phố với màu sắc đại diện là màu vàng. Tiếp theo các bạn ơi, ở thử thách này đội chơi sẽ chụp hình bưu thiếp postcard với 9 tấm hình, sau đó chụp ảnh trực tiếp bằng điện thoại và quảng bá du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Bộ ảnh buộc phải đi theo một chủ đề xuyên suốt, chẳng hạn con người, món ăn, nụ cười. Trong bộ hình đội chơi buộc phải thể hiện được các hình ảnh sau đây. Mỗi yếu tố phải xuất hiện trong ít nhất một tấm hình: một, bưu điện thành phố; hai, nhà thờ Đức Bà; ba, đường sách Nguyễn Văn Bình; bốn, nhà hát thành phố; năm, chợ Bến Thành; sáu, cầu Móng. Điểm kết thúc bắt buộc. Ngoài các địa điểm này, các đội có thể chọn thêm các bố cửa khác nếu muốn. Vào đúng không, các đội chơi phải tập kết ở cầu Móng, nộp một chiếc điện thoại của đội chơi đã có 9 tấm postcard thành phẩm. Đội có số phiếu vote cao nhất, nhì và ba lần lượt đi số điểm 20, 18 và 16 điểm. Vậy thôi. Ồ, ở đây có một câu. Chị, nó bay ngược lại rất là đẹp. Đẹp lắm luôn á. Chị, hỏi ai nuôi chim đi. Chú ơi, chim của chú phải không? Làm sao cho chim nó về ta? Thì xin cổ là kiểu giá khuyến mãi, nhưng mà rất may là cô rất rất là friendly, thân thiện. Linh ok chưa? Ok. Cô ơi, cho một câu ra, diễn viên một câu. Và hai diễn viên chính ở đây ra thì Linh là photographer, còn có diễn viên phụ là một câu. Diễn viên đó là mới mệt ý. Rất là đắt giá. 20.000 cho dàn diễn viên đó đó. Đưa lên. Rồi, ok. Đã đẹp rồi, đẹp rồi, có hình rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ đến điểm đến tiếp theo, đó là bưu điện thành phố. Bây giờ em với chị Yến cột nắm tay kiểu giống vậy nè chị. Bây giờ giả sử như bây giờ. Sau khi chị cột cái khăn lên đây thử đi. Đó, thằng nào nó như thế này nè. Rồi, mình tận dụng được cái signature của team mình là có cái khăn này. Thế là cứ cột vô để mà tạo thành một cái trend khác. Tại vì cái khăn là cứ là một cái đặc điểm, một cái yếu tố nhận diện được của người Nam Bộ nè. Lúc đầu em cầm cái điện thoại thì em nghĩ là chắc là dùng để quét có thôi, nhưng mà cái khi mà chụp hình mới biết là nó chụp hình rất đẹp luôn ấy. Cái AI hay nha, đưa lên nhà biết là hiện là chụp ngôi nhà, đưa lên người biết chụp chân dung, nó rất là thông minh luôn. Rồi chỉnh thử đi Yến chỉnh. Okay, bây giờ chỉnh nó cái mặt trời, đầu mặt trời thử ạ. Không được, cái chuyện này phải chỉnh một lọc trước nè. Mọi người có cổ điển nè. Mọi đẹp nè, mọi nào ở đây đẹp nè. Mình thấy điện thoại Xiaomi này hay nhất đó, và khác, rất là khác so với những cái điện thoại khác. Đó chính là cái việc ghép bầu trời. Đúng. Đúng không? Đúng. Tại vì thường khi mà mình chụp hình á, là cái bầu trời á là thường hay là bị ao nhất. Bởi vì là lúc mình nó xám và mây thì nó không có xanh, nhưng mà khi mà mình ghép vào cái bầu trời xanh vào á thì tự nhiên bức hình nó rạng rỡ rực rỡ. Ok, bây giờ như vậy đi. Thực ra luôn đi, luôn đi, luôn rồi. Rồi lát làm tiếp. Let's go. Chốt. Ừ, chị hỏi gì thì em nghe chuyện lãng miền Trung. Mình đứng vô miền Trung, đứng chích tấm ảnh thôi. Kê, bạn chụp mình tấm hình đi. Thank you nhiều. Xin lỗi. Kim nón lá muốn đưa tới cái hình ảnh nó thân thuộc, giúp cho tất cả mọi người. Cho dù bạn cười không đẹp, bạn cũng có thể bố dáng giống tụi tôi để có thể bạn có những tấm hình để đời, đúng không nào? Chị, đâu nghe nè. Em thấy mấy khúc rồi, sát thì nhìn qua đẹp hơn những tay chưa? Chụp 3-4 chưa? Cái đó 3-4 chưa? Anh đó, được á chị, được, em thấy cô te. Ok, rồi. Chịu ạ. Quá lại bố điện đi chị. Bây giờ mình phải lăn xả ra đúng không? Lăn xả đẹp, quen rồi. Chị, em đang tham gia chương trình Việt Nam Wine, nói quảng bá du lịch đó chị. May mắn cho Hương Ly, vì Hương Ly là một người rất là ngại nhờ mọi người, hoặc là không có khiếu ăn nói, hoặc là nói không được. Mà trong khi mình có hai cô gái cực kỳ ngọt ngào luôn, xinh nè, năn nỉ là nhờ người ta mà người ta mà thấy thích lắm kìa. Ngồi bước xuống đi. Dạ. Love you, đúng không? Mà mọi người thấy hơi lạ mắt chút xíu, nhưng mà đối với giới trẻ phải có cái gì đó dấu ấn trong bức hình thì mới nhớ tới được.
chứ không chỉ là một nụ cười không. Đó là cái điều mà ba đứa đang nhắm tới nhưng mà rất là mạo hiểm. Đây. Đây team này ta đã ở đây rồi, mình qua thăm nhà chung. Không, mình đến bưu điện mà, bây giờ mình cứ ở bưu điện thôi. Và hiện tại thì bây giờ đội nón lá đang thực hiện thử thách ở bưu điện thì đội White House quyết định di chuyển qua đường sách để thực hiện cái thử thách này. Châu, em có thể ăn gian bằng cách nhấn lên một tí ở giữa đó và nhấn lên một tí được không Châu? Được chị. Rồi 2 3 nhá. Là thử nhá. 1 2 3. Rồi, rất dễ thương luôn. Đây nè, kiểu mà rất là tự nhiên và vui và bố cục cũng xanh tươi nữa. 1 2 3. Rồi. Các bạn trẻ bây giờ đang rất là thích thịnh hành những cái mốt mà chụp ảnh mà không giống ai hết. Đúng rồi. Tự tạo nên nét cá tính riêng cho riêng mình. Ly cũng rất là tự tin về tin mình đang làm cái điều đó. Nhưng mà thật ra thì Ly nghĩ nó sẽ mang lại cái phản ứng tích cực hay là tiêu cực đây khi mà sẽ có rất là nhiều ánh nhìn khác nhau. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Dễ thương. Ê, tất nhiên luôn nè. Thôi đi qua nhà hàng thành phố đi, đi đi. 1, 2, 3, chi. Dạ, 1, 2, 3. Từ từ nha. Rồi, có hình rồi. Cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn mọi người nhiều. Chúc mọi người trở mình vui vẻ. Ôi xin nè. Tụi mình đã có một cái chiếc điện thoại Xiaomi. Tuy là lần đầu tiên sử dụng nhưng mà rất là thích và rất là đẹp. Khi mình chụp hình á, Linh có thể thoải mái, sáng tạo. Nhìn cái máy ra nha chị. Rồi. Ôi thử đi. Em chị. Xỉnh. Mình đừng có cầu kỳ quá. Xỉnh, 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 xỉnh. Em chụp đi. Còn có quá trình thời gian di chuyển á. Khi mà di chuyển là ngồi trên xe chỉnh hình luôn. Đúng rồi. Công nhận là Hoàng Yến chỉnh hình rất độc luôn, Hoàng Yến chỉnh hình cực kỳ nhanh. Thôi tí nữa toàn tâm toàn ý rồi chứ. Còn 10.000 nữa tại vì con tham gia chương trình đó cho nên con kẹt tiền nữa chứ. Chị Thủy còn xin đến từng ngàn một mỗi khi đi taxi. Chú nói nghe là chú tại vì con đang tham gia chương trình đó, con không có tiền nhiều quá nên chú ra chụp hình giùm con mà chú miễn phí nha. Chú ơi, hoàn cảnh bình thường thì con sẽ có thể trả tiền chú, nhưng mà bây giờ con đang trong cuộc thi, con không có tiền, chú có thể nào giúp con miễn phí được không? Được, con được, con chọn. Mừng quá, con qua nhờ cái bên luôn. Chú em chỉ tấm hình lại luôn. Đúng rồi, không chụp được mấy chị luôn, tại vì em đang tham gia chương trình. Mượn xíu nha. Cái tay chống bình thường rồi. Cảm ơn em. Anh nhìn này dễ thương nào. Thả tim đi. Hôm nay em thấy rất là bất ngờ là bởi vì cái sự vi diệu của điện thoại chị. Đúng, cái đó công nhận. Em cảm thấy cái đó là một trong những cái hỗ trợ đắc lực cho các team luôn. Nhiều chức năng và chỉnh hình chỉnh màu rất là đẹp và rất là sắc nét, khi mà zoom này rất không bị bể. Dạ anh Trinh đi cầu móng nhanh đây. Ok, rồi, rồi chọn luôn đó, mình chỉnh luôn tại chỗ. Chỉnh tâm cố luôn. Cái tự nhiên cái khúc đó mình quên đó, mình đang đua. Quên thiệt luôn. Cái lại ngồi chỉnh ảnh mà uống nước các kiểu nữa, trong khi đến hồi mà thấy em còn nhớ thấy tìm chị Yến đi ngang qua vẫy tay. Ủa chị chụp xong chưa? Xong rồi chị đấy. À, còn tắm nữa mới sao? Đúng rồi, cái mọi người cứ ngồi đây chỉnh trong khi đáng lẽ là tìm về đi về trước. Đẹp quá nè. Má ơi. Nó bay đi chưa? Nó bay đi chưa? Ok. Đúng rồi. 2, 3. Yeah. Ra luôn. Bây giờ các bạn nhanh chóng lên chuyến xe đếm ngược để di chuyển đến Landmark 81 để thực hiện thử thách tiếp theo. Đích đến gần lắm rồi, cố lên nào. Let's go. Sạch Việt Nam, why not? Việt Nam, why not? Rồi các bạn mình xuống này, chơi mở ra chứ. Chốt deal đi mọi người. Shit. Ủa là nãy giờ mình không biết luôn á. Trời ơi. Mình biết là mình đi. Chốt. Rồi, cảm ơn cả nhà. Điểm đến tiếp theo trong hành trình khám phá sắc màu Việt Nam của ba đội thi là tòa nhà cao nhất Việt Nam. Tại đây, ba đội thi sẽ đến với thử thách độc. Màu sắc của điểm đến này là màu đỏ. Ở tòa nhà Landmark 81, tòa nhà cao nhất Việt Nam, hãy giúp cho biểu tượng của điểm đến này, cờ đỏ sao vàng, lên vị trí cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Hãy đảm bảo không có biểu tượng nào khác cao hơn. Lưu ý, biểu tượng của điểm đến buộc phải có dấu hiệu của chương trình. Đọc cái thử thách là cũng ngáo chứ. Đúng rồi, đọc cái thử thách là hơi ngáo. Biểu tượng rồi, cái gì cao hơn biểu tượng kia, rồi nơi cao nhất. Đi, vô trong thôi chứ sao giờ. Thế là chị em, ba chị em cứ ba chân bốn cẳng chạy vào trong nha. Đi nó mới nói chị, đi, let's go, nhanh lên. Hả? Làm vô trong brand được.
Này hả? Mở ra hả? Mở ra hả? Ủa được. Trời ơi, bậy. Sao làm sao kiếm được cái cờ đó sao vậy anh? Cứ thấy cờ. Mình vẫn ngây thơ chứ. Đúng rồi. Là cờ thôi. Tụi em ngây thơ quá. Thật sự là tụi mình ngây thơ quá vì em ngây thơ. Thấy rồi. Bàn đỏ. Thấy đây. Ủa. Đúng không? Phải không? Em có thực chất luôn. Đúng không? Đúng không? Chắc luôn cái người mặc đồ đỏ vàng nói gì đi. Đúng không? Tại sao? Chị nhân vật đầu tiên xuất hiện là một cái chị cũng xinh đẹp, cũng cao ráo, xong rồi mặc áo lên cờ đỏ sao vàng. Ba chị em nắm là chắc chắn đây là người đó rồi. Mình khui miệng cái bằng được nha. Đúng rồi, ninh lắm nha. Không, mụn cười em sượng lắm. Chị có thấy làm như em ngồi chương trình đúng không? Đúng rồi đó. Em sượng lắm. Thôi đi đi đi. Đúng rồi. Đi. Em biết gì không? Em có biết gì không? Mà chị nghĩ là rất là mất cười. Mà em biết gì? Em biết gì? Có hay nữa. Chị hay nữa hả? Hả? Trời ơi, khúc đó là mình đinh đinh là chị Hen. Ờ. Ha, hay đảm bảo không biểu lượng nào khác cao hơn nè. Đang trốn ở đâu đó. Cơ. Biểu tượng. Đi đi đi, đi đường này, đi đường này bên trong luôn. Biểu tượng của chương trình. Bê cái này lên. Đi lên trước. Biểu tượng của điểm đến này. Cờ đỏ sao vàng. Oh, oh my god. Ủa, thêm nữa. Kìa, ngồi đó kìa. Thì có nghĩa là rất nhiều biểu tượng thấy không? Phải nó không? Ủa nhưng mà nặng lắm. Không, ở đây cũng có cái cờ nè. Khi đụng có cái cờ giống giữa đường chị đi ở đây á. Em thấy ai cao thì cao đi ngang đi không? Cao của chị á có không? Chị hỏi thiệt. Cờ đỏ chị. Không, ngang ngửa chị có không? Tóc ngắn ngắn có không? Hỏi thiệt á. Không có chị giận tụi em không biết không? Dạ, tức ghê. Kìa. Trời ơi, nó lên. Nó lên rồi kìa. 2 3. Vậy tụi mình cứ cầm sao cầm cờ thế nào vậy? Từ từ. Đi theo. Để chạy kìa. Cái gì vậy? Nhưng lại bạn ơi không? Ôi, tụi đã số ra em nè. Em bây giờ là cái thử thách này tụi chị cũng không hiểu. Em có thể cho tụi chị vài gợi ý được không? Manh mối nhỏ nho nhỏ gì mà em đến đây làm gì? Tụi mình không hề hiểu cái yêu cầu thực sự nó là gì. Chỉ có hiểu một điểm duy nhất ở trong cái gợi ý đó là cờ đỏ sao vàng thôi. Bạn này là lấy cùng mình đi cùng mình và giúp mình cho một cái vị trí, cho một cái gì đó. Đúng không? Như vậy thì mình đi với nhau ha. Rồi. Bắt cóc dễ quá. Thấy này không? Có không? Anh đem coi đi coi. Cảm ơn anh nha. Ê, biểu tượng là ai mà chẳng được, đúng không? Biểu tượng của lá cờ Việt Nam. Chỉ lục mà mình bên cạnh mình mắc cỡ giùm luôn á mọi người. Nhiệt tình mà lăn xả hết mình luôn. Ê, anh nói vậy không, không vậy sao kiếm được ký hiệu bà? Ê, mới nghe nè, đúng rồi. Ai mà cũng được. Có nghĩa là chị thuyết phục một người thôi đi thôi chị. Anh ơi, anh có thể đi cùng tụi em lên chỗ này không? Từ 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 từ. Ê, đem ảnh lại hỏi, không nói nhiều. Tụi em đang có biểu tượng ạ. Người kiểu này đáp án nữa nha. Xong không đúng. Cứ đến rồi. Không đúng. Trời ơi, nó tức trời. Tức. Phải hả? Không kiểu bất cứ lời hả? Là mình tưởng là mình tìm được rồi. Đúng không? Mình đâu có biết là có phải có cái ký hiệu nữa đâu. Sáng rồi. Đúng. 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 Không có kiểm soát, không có liêm sỉ gì luôn. Bỏ qua cái liêm sỉ bên đây. Phim bên nơi niềm vui bất tận đón chờ. Ở đây còn nữa. So sorry, xin chị cho em biết được không? Chưa bao giờ tính mê trai của Linh được thể hiện một cách lộ liễu như vậy. Bất cứ một cái chàng trai nào màu đỏ, áo khoác hay không áo khoác là Linh đều tới và cởi áo người ta. Trời ơi, cái gì vậy? Cái này chặt đứng nhận đầu liền. Tự nhiên trên thang máy xuống là 4 người, 5-6 người, một đống người. Em, một ra, đây một ra cho chị. Hello em. Cho chị coi thử cái tay được không? Rồi bắt đầu thả ra chỗ nhiều. Ê, nó rất điên rồi. Tự nhiên cái mình hoa mắt luôn. Thì nó chó. Đã đủ kỹ thì mới đi vào lừa đảo rồi. Nó có 3 yếu tố. Một là phải có cờ đỏ sao vàng. Hai là phải có sticker. Và cái thứ ba là phải cờ hãy giúp cho lên vị trí cao nhất. Cái thử thách này nó link từ cái điều này qua điều nọ và đòi hỏi rằng là mình có tư duy một chút. Quá trời quá đất.
ăn bún. Thì kiểm tra giày chưa nhờ? Chưa đúng không nhờ? Thử kiểm anh nhờ. Có bạn kia bạn mắc cười lắm là sao không? Mắc cỡ giày ra bạn nói chị em hôi chân lắm mình. Không sao chị hửi quen rồi. Sticker của Việt Nam quay nó ạ. Chị nghĩ là sẽ ở. Đi sticker không chị? Em mượn cái thang cho đi. Đang nghỉ á, đi rồi lắm rồi, đang nghỉ. Thương mà. Đúng rồi. Nhưng mà nó là đảm bảo rằng không có biểu tượng khác cao hơn hả? Hả? Em giơ tay lên. Hay là bỏ tay xuống? Bỏ tay xuống. Cao hơn chứ. Cờ đỏ sao vàng. Cờ đỏ sao vàng, bỏ tay xuống. Ờ, bỏ tay xuống. Không? Bỏ tay xuống. Đúng. Không đúng. Anh ơi, Tiến Dương người ơi, em thì kết quả rồi, anh không còn ấy nữa. Đúng rồi, Tiến Dương người ơi. Người đúng không ạ? Có tay rồi. Cho em biết chính xác chiều cao của bạn. 1m81. Không đúng. Hỏi gì vậy đúng đó. Hỏi gì vậy? Rồi. Hỏi chiều cao. Mốt thì không có ai có thể. Không ai có thể gì. Cao hơn biểu tượng này. Có cái thước. À, chết rồi, không. Đây, có đây. Cầm. Hả? Ôi, mình có thuốc, ta có thuốc hơn quá, có mang theo nè. 84 rồi. Hay quá. Let's go. Có cầm làm cái đấy không? Chị cầm đi chị. Đây. Chị cầm đi. Đứng xét vào đây. Ngồi đây em ngồi chị kéo nè. Bao nhiêu? 182.5. Cao nhất nãy giờ trong tường thấy. Và bạn có áo cờ đỏ sao vàng. Bạn có dấu hiệu sticker trên tay. Và bạn cao 1m82.5. Nhiệm vụ bây giờ là đưa bạn lên đỉnh cao nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Và đảm bảo là sẽ không ai cao hơn bạn luôn. Chính xác. Làm đúng rồi kìa. Đúng rồi. Lần đầu tiên mà My được lên Skyview, không biết là Hoàng Yến với lại Kim Như chắc lên rồi hả? Em cũng lần đầu tiên lên được cái tòa nhà cao nhất Việt Nam. Rồi mình thấy cái cảnh ở dưới á, rất là đã luôn. Wow. Rồi, đi thôi. Let's go. Oh my god. Wow. Đã quá nè. Oh my god. Xin chúc mừng đội Khăn Rằng đã tìm được biểu tượng của điểm đến là lá cờ đỏ sao vàng và đưa thành công lên vị trí cao nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn đã giành được 3 điểm duy nhất của thử thách độc. Việt Nam Why Not. Hôm nay sẽ là tập đầu tiên của Việt Nam Why Not với chủ đề là sắc màu Việt Nam. Và đến với ngày hôm nay thì chúng ta gồm có 3 đội. Và xin được trân trọng đội Nón Quai Thao. Xin được mời đội Khăn Rằn. Và tiếp theo xin được mời đội Nón Lá. Ngay tại đây
sẽ là thử thách cuối cùng của tập đầu tiên Sắc Màu Việt Nam. Ba đội sẽ phải thuyết trình trong vòng 5 phút những mưu thuyết của mình. Hai đội còn lại có quyền đặt câu hỏi cho đội đang thuyết trình. Kết quả ngày hôm nay phụ thuộc vào tất cả quý vị. Và đầu tiên xin được mời đội Quay Thao sẽ thực hiện phần thuyết trình của mình. Xin mời. Các bạn biết không, có người thích đi du lịch vì thích chụp những cái tấm hình đẹp nè. Có người thích đi du lịch bởi vì muốn ghi nhận là mình đã đến một cái địa danh mới. Nhưng bên cạnh đó, việc đi du lịch đem đến cho chúng ta rất là nhiều những cảm xúc vui. Và chúng tôi đã chọn một màu sắc rất là tươi sáng, vì Linh tin chắc rằng nụ cười chính là một cái điều tuyệt vời nhất của cuộc sống. Và nếu như các bạn là những người yêu thành phố của mình và yêu tiếng cười, thì đừng quên bình chọn cho team chúng tôi, team White Town, cho thành phố thân thiện, thành phố của những nụ cười. Xin mời các bạn có muốn đặt câu hỏi cho đội Quay Thao không? Nhìn những cái bức hình mà team Quay Thao chụp thì rất là đẹp, nhưng mà Hoàng My có thể thấy bất kỳ một cái nụ cười này ở bất kỳ một cái nơi nào mà Hoàng My đi du lịch, thì cái điểm khác biệt của các bạn so với những cái chỗ khác là gì? Cảm ơn chị Hoàng My. Chúng ta thấy là hiện tại có rất là nhiều trend chụp hình, nó sẽ phù hợp với nhóm người này mà đôi khi không phù hợp với nhóm người kia. Nhưng nụ cười thì không thế, và nụ cười thì không bao giờ là không hợp thời. Qua những cái bức hình này thì chúng ta thấy là team Khăn Rằng có một cái cách thể hiện dùng cái khăn rằng này cột tay mọi người với nhau. Ý muốn nói là dù có nơi đâu thì bạn bè chúng ta vẫn sẽ gắn chặt lấy nhau. Bên cạnh đó còn muốn quảng bá cái hình ảnh Việt Nam rất là tươi đẹp, rất là thân thiện. Và đặc biệt là mọi người hãy nhớ rằng chúng ta vừa trải qua một cái đại dịch Covid rất là nặng. Thì hy vọng là với những cái bức hình này và những cái concept này thì chúng ta có thể kích cầu được du lịch của không chỉ Sài Gòn mà còn là cả Việt Nam. Tiến có thể chia sẻ một chút xíu về cái địa danh đầu tiên chủ ngay Bưu điện thành phố. Bưu điện thành phố là được khởi công từ năm 1886 đến năm 1891 đúng không ạ? Và đó là một địa danh mà không những là một nguồn cảm hứng cho tất cả khách du lịch mà còn là một nguồn cảm hứng cho cả giới thời trang và mộ điệu. Và khi bước vào đó, Yến tin không chỉ người Việt Nam, không chỉ người Sài Thành chúng ta mà cả khách du lịch quốc tế ai cũng yêu mến. Diễm hỏi xong câu hỏi thì chị Yến giống như kiểu là chúng tổ Yến đây rồi. Định hỏi khó để làm cho người ta mất điểm mà cuối cùng hả là mình cung cấp cho một công cụ cho người ta. Xin được mời đôi Nót Lá. Ngày hôm nay nhờ Việt Nam Why Not đều có một ngày trải nghiệm tại Sài Gòn. Đây là nơi chúng ta sống và làm việc. Chúng ta luôn nghĩ rằng là mình quá quen với nơi này rồi. Nhưng mà đến ngày hôm nay á, khi Ly cùng với hai người bạn chơi của mình á, tự dành thời gian như một người du khách thực sự. Vậy thì mọi người hãy cùng chiêm ngưỡng một số bức ảnh mà team Nón Lá rất là tự hào khi mà ghi lại được bằng chính chiếc điện thoại Xiaomi mà mình chưa từng nghĩ ra ạ. Bộ hình của team Nón Lá là một bộ hình mà tạo được ấn tượng khá là tốt, khi mà cả ba người đều có một cái trend mới lạ và nó rất là phù hợp với giới trẻ, cho nên lo coi hình cứ không nghe nói gì luôn á. Bây giờ là hai đội có câu hỏi nào dành cho đội Nón Lá không ạ? Anh có xem thấy một cái tấm hình ở Bưu điện thành phố, thì thường thường hình ảnh của Bưu điện thành phố đối với tất cả mọi người là một hình ảnh rất là trân trọng. Bạn có nghĩ là hình ảnh dơ chân lên vậy có hơi gây tranh cãi không, đặc biệt là đối với các du khách quốc tế chẳng hạn? Đối với Thủy thì tại vì Thủy biết hai team đã làm những chuyện đó rồi, cho nên team Nón Lá không có muốn làm nữa. Team Nón Lá muốn làm một cái chuyện gì đó rất là khác, nhưng mà nó nằm trong một cái phạm vi cho phép được. Chị cũng không đồng tình với Mâu Thủy. Nếu mà một cuộc thi mà trong đó mình có một cái vai trò lớn hơn là để quảng bá về du lịch, để đặt cái tôi của mình, những cái khùng điên mà mình muốn làm đằng sau để mình tôn vinh lên cái địa danh và những cái cảnh đẹp, hoặc là một cái thông điệp nào đó mà mình muốn gửi đến. Team của mình là team Nón Lá, nhưng tại sao bỏ quên mất cái signature là nón lá của mình trong bức hình? Đó là một cái điều mà Hương Ly nên trả lời. Team của mình là team Nón Lá, nhưng tại sao bỏ quên mất cái signature là nón lá của mình trong bức hình? Đó là một cái điều mà Hương Ly nên trả lời. Em muốn xỉu ngay tại chỗ luôn. Cái khúc này chị truyền như may mắn cho em hơi sai nha, em còn chưa kịp suy nghĩ xong nha. Chủ đề của team Nón Lá ngày hôm nay là không phải là để quảng bá Nón Lá. Có một mình team Khăn Rằng mang chiếc khăn rằng lên thì đâu đồng nghĩa việc ba team còn lại cũng phải như thế. Chị hiểu không? Chị hiểu không? Chính kiến và cái tôi thì ai cũng có hết. Tuy nhiên là Hoàng Yến nghĩ là khi mà chúng ta phải bị một vấn đề nào đó, chúng ta nên lắng nghe một cách rõ hơn, kỹ càng và nhìn vào trong cái vấn đề là liệu có những thứ mình có thể học hỏi được hay không. Đối chất với nhau giữa rất nhiều khán giả thì chúng ta còn phải cẩn thận hơn và phải tinh tế hơn trong việc này. Và phía bên tay phải của Hen ở bên này, đó là nơi mà quý vị có thể lựa chọn đội mà mình yêu thích. Đội chiến thắng ngày hôm nay là nhờ sự bình chọn của tất cả quý vị ở đây. Mời, xin mời tất cả quý vị.
đội đã hoàn thành xuất sắc phần thi cho ngày hôm nay. Và hen xin được công bố số điểm trong thử thách ngày hôm nay của tất cả ba đội. Kết quả cuối cùng là kết quả mà lượt vote nhiều, rất nhiều so với các đội khác, đã chiếm 51 phiếu, và xin được chúc mừng đội. Đây là một cái thử thách đầu tiên mở màn mà chúng ta có thể dẫn đầu, thì cũng khích lệ tinh thần cho tất cả thành viên trong đội, và hy vọng rằng mọi người sau thử thách này vẫn sẽ giữ được cái lửa này và tiếp tục làm việc teamwork. Quan trọng nhất đừng gây lộn, là chỉ sợ gây lộn bất đồng quan điểm trong team là mệt nhất thôi, chứ còn lại nếu mà vẫn teamwork tốt thì chắc chắn Yến Tinh là không dẫn ba được những gì, mà chắc dẫn đầu chuyện bình thường mà. Cái mẫu số để chấm chọn thì mẫu số đông đó là khán giả. Có lẽ đây cũng là một cái không phải là lợi thế của ba tụi diễn, đều là những người đẹp mà không thường xuyên hoạt động quá sôi nổi ở trong showbiz. Cái sự về phổ biến về hình ảnh của mình á, nó cũng có những cái giới hạn. Và ngay bây giờ đội chiến thắng sẽ được nhận thẻ đặc quyền để bước vào vòng tiếp theo. Xin mời. Hãy đối xử tốt tinh thần rằng đi à. Về quyền ưu tiên ạ. Ở điểm tiếp theo, đội chơi có thể đóng băng một thành viên của một đội khác trong vòng 30 giây. Thành viên bị đóng băng sẽ không được nói hay có hành động gì trong suốt 30 giây đó. Đội chơi có thể ra quyết định đóng băng bất cứ lúc nào thông qua người kiểm định đáp án. Duy nhất, mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Là chúng ta đã hoàn thành thử thách ngày hôm nay, đội chiến thắng là đội Thanh Trần. Chúc tất cả các đội về thật ngon và hẹn gặp lại vào ngày mai. Tập 2, điểm đến tiếp theo của ba đội trong hành trình Đi Việt Nam Đi, Việt Nam Why Not sẽ là Cần Thơ. Chị nói thiệt với em, chả đồ chị chưa bao giờ bán bún riêu như thế này. Cô ơi, cô cà phê sữa hay cà phê đen? Một bộ 10 ngàn. Một bộ 10 ngàn. 10 ngàn mắc lắm á. Ăn bánh mì bao nhiêu bánh mì không có nhân đâu, em nói thiệt. Bà phải năn nỉ người ta mới mua, được không? Nhưng mà có những người họ không mua là họ không mua đâu chị. Nhưng mà em phải năn nỉ người ta mới mua. Những điều thú được. Vị cũng như những thử thách gay cấn nào đang chờ đợi các cô gái ở điểm đến đây. Trời ơi, hơi hộp á, tim nó đập bịch. Hãy cùng chính cô gái khám phá Cần Thơ ở tập 2 chương trình Đi Việt Nam Đi, Việt Nam Why Not, được phát sóng vào lúc 21:55 ngày 5 tháng 12 năm 2020 trên kênh VTV9 và các kênh truyền hình địa phương.